Lan Tiên Ông hay còn gọi là dạ lan hương mọi người nhá. Hôm nay em về được một ít củ Lan Tiên Ông như này. Đấy, hay còn gọi là dạ lan hương. Cái dòng này là dòng mà được ưa chuộng nhất vào các dịp Tết này. Được chưa ạ? Củ nhà em thì là củ đang ra mầm như này rồi mọi người nhá. Đấy, mọi người bóc cái này cho em ra này. Đấy, đang nhú mầm như này rồi. Đó, ok chưa? Trồng thì cách thức trồng ấy, mọi người trồng củ hành như nào thì trồng cái củ lan này như thế cho em. Đó, đây là Lan Tiên Ông nhiều màu sắc nha mọi người nhá. Em có màu trắng này, màu vàng này. Được chưa? Màu đỏ, màu xanh, màu cam, màu hồng. Nói chung là rất là nhiều màu đây. Bảng màu đây nha mọi người nhá. Đấy, hôm nay em bán tri ân cho mọi người với giá 20.000 đồng một củ. Và mua 10 củ em bao ship toàn quốc nhá. Mua 10 củ em bao ship toàn quốc cho mọi người. Tất cả các củ nhà em đang nhú nụ như này. À gọi là đang nhú hết rồi. Về mọi người làm cho nó cái gốc nó ẩm thôi, là nó ra dễ cho mọi người rất là nhanh. Đây, cái củ này đây, hôm qua em về hàng em mới trồng mà bây giờ nó đã ra được một ít mầm, ra một ít rễ rất là trắng như này rồi. Đó, cách thức trồng thì mình có hai cách thức trồng nha mọi người nha. Đây, nó đang ra rễ mới này, rễ này em vừa mới đệ thôi nhá. Đó, có hai cách trồng mọi người nhá. Đầu tiên là mọi người có thể trồng đất cho em, trồng đất, ok chưa ạ? Trồng đất nhá. Cách thức trồng đất như nào là mình để đất vào, xong rồi mình chỉ cần rúi cái củ này vào thôi, không cần nấp kín, chỉ cần cái đáy của củ nhá, nó chạm với mặt đất, sau đó mình tưới nước cho em thôi. Đây, nó đang ra đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Đang ra rễ là rất là đẹp luôn. Ok chưa? Cái này một ít thời gian nữa nhá, em sẽ quay cho mọi người luôn. Đây, cái đầu nhá, đang ra mầm như này rồi. Ok chưa? Về trồng rất nhanh thôi, đúng Tết là cho hoa cho mọi người. Ok chưa? 20.000 đồng một củ và mua cho em là 10 củ em sẽ bao ship. Đây, đây là họ có cái nọ dùng chuyên dụng thì mình không có, thì mình sử dụng cho em là những cái chai la vi mình cắt ra và mình để một ít sỏi xuống dưới nhá. Để một ít sỏi xuống dưới như này, sau đấy mình để xếp cái củ vào trong cái lọ này. Ok chưa mọi người? Đó, để củ vào lọ này. Và cái mặt củ ấy, cái đít củ này gọi là cái đít củ đi. Cái đít củ này nó chạm với cái mặt nước mình cho nhá mọi người nhá. Đấy là nó sẽ tự ăn rễ xuống cho mọi người luôn. Cứ ẩm là ra rễ luôn nhá mọi người nhá. Đấy, 20.000 đồng một củ. Và cái này em chọn cho mọi người đủ màu. Ok chưa? Chọn cho mọi người đủ màu. Màu hoa rất là nhiều mọi người này. Trồng rất là dễ lên luôn. Mọi người cứ trồng đất cho em. Đấy, về mua một cái chậu như này, mấy nghìn bạc thôi. Sau đó mình cho một ít đất vào đây, mình trồng cái củ này vào đây là Tết. Tự nhiên là có một chậu chơi rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Đấy, có một chậu chơi rất là đẹp luôn. 20.000 đồng một củ nhá mọi người nhá. Mua 10 củ em bao ship toàn quốc đây. Màu hoa cực kỳ đẹp đây. Và hoa rất là thơm nhá. Hoa rất là thơm, một chùm bông này rất là sai. Nó có thể cao đến một cái chùm từ cái chỗ đây, từ cái chỗ này, gọi là từ chỗ giữa này lên đến đầu ngọn của cái bông hoa, nó phải tầm cho em khoảng 20 phân. Đấy, mọi người chăm cho em. Đây, ok chưa? Trồng rất là dễ, cứ củ hành trồng như thế nào thì cái củ Lan Tiên Ông này trồng như thế cho em. Ok chưa mọi người? Đấy, nhanh tay có số điện thoại cho em là có đơn hàng nhá. 20.000 đồng một củ, mua 10 củ em bao ship toàn quốc cho mọi người. Ok chưa? Mua 10 củ là bao ship toàn quốc rồi. Nhanh tay có số điện thoại cho em là có đơn. Đây, về cho vào một cái chậu như này, để độ 5-7 củ hay 10 củ vào đây. Sau đấy thì phủ một ít đá trắng này lên rất là đẹp nhá. Xong rồi sau đấy để bàn uống nước rất là ok. Đây, họ trồng vào rọ tre, mây tre đan lên rất là đẹp này. Ok chưa mọi người? Đó, nhanh tay có số điện thoại cho em là có đơn hàng. 20.000 đồng một củ. Số điện thoại liên hệ đặt hàng bên em là 0974702106 nhá. Cách trồng rất đơn giản thôi, trồng củ hành như thế nào thì mình sẽ trồng cái củ la cũng như thế. Hoặc là đây, em sẽ hướng dẫn lại cho mọi người về cái cách trồng nhá. Chuẩn bị đất cho em, ok chưa? Sau đó thì chỉ cần rúi cái củ này xuống thôi, không cần nấp đất đi nhá. Cái củ xong tưới nước hàng ngày cho em, cứ cái này nó ẩm là nó sẽ ra. Ok chưa? Đây, ok chưa? Đó, em vừa mới trồng chiều qua đây. Em vừa mới trồng chiều qua đây, bây giờ nó đang lên ra rễ rồi đây mọi người ạ. Đang ra rễ rồi nhá. Đấy, ok chưa? Đây, cái đầu củ gần như là củ nào bên em cũng đang nhú rồi. Ok chưa mọi người? Bóc thử cái này ra này. Đó, bóc thử cái này ra nhé. Đây, nó đang có cái đầu củ trắng trắng như này này. Đó, trong, tít ở trong. Tại vì cái vỏ khô này mình cũng sẽ bỏ thôi. Nó như củ hành của mình ấy, nó có các lớp vỏ này. Chứ cái lớp vỏ này không ảnh hưởng gì, kể cả có hay không thì nó vẫn sống. Tại vì ở trong nó đầy đủ dinh dưỡng rồi. Sờ củ chắc chắn là được mọi người ạ.
chứ không phải là cái rễ này nó bong ra thì nó hỏng củ, không có đâu. Nó như củ hành thôi mọi người nhá. Đấy, cứ 20 nghìn đồng một củ, mua 10 củ em bao ship. Đây, những cái củ kể cả nó hở ra như thế này thì mình cũng như cái củ hành tây hay là hành ta của mình thôi. Đấy, mình có bóc ra thì cũng không sao cả. Đây, nụ đang, mầm đang nhú hết rồi. Về sẵn để mọi người để cho em vào đất ẩm thôi, hoặc là nước ẩm là này. Những cái đầu này này nó sẽ ra rễ cực kỳ mạnh, 3 đến 5 ngày cho em thôi là ra rễ tua tủa nhá. Có hai cách trồng, là một là thủy canh, hai là mình trồng đất cho em. Ok chưa? Đó, có hai cách trồng đơn giản thì thôi. Em vừa hướng dẫn qua cho mọi người cách trồng bằng những cái dụng cụ đơn giản ở nhà, là trồng đất hoặc là trồng thủy canh, thì mình tận dụng luôn những cái chai la vi mình cắt ra cho em như này. Ok chưa? Mình để sỏi ở dưới và mình để cụ lên trên, sau đó thì để nước cho em là chạm với cái mặt đáy cụ. Ok chưa? Đây, chạm với mặt đáy cụ nhá mọi người nhá. Cái nước không được cao quá đâu, mọi người để cao quá là thối mất cụ đó. Đó, ok chưa? Đấy, 20.000 đồng một cụ mưa, 10 cụ em bao ship. Ok chưa? Giá rẻ nhất thị trường rồi. Hàng này mọi người ơi, hàng này mọi người mua ở ngoài cho em ít nhất là họ bán bao nhiêu cho mọi người? 25-30.000 rồi, không bao giờ có giá 20.000 lại còn bao ship như nhà em đâu. Đây mọi người ạ, 25.000 một củ nhá. Đây, họ bán công khai trên chợ Hoa Lan đây, 25.000 đồng một củ. Đây, 25.000 đồng một củ, ship từ 5 củ và không bao ship. Đấy, họ bán công khai như này cũng luôn mà. Em nói thật luôn là, đây, rẻ nhất cũng bán là 25.000 một củ và 10 củ miễn ship. Đấy, em bán cho mọi người chỉ có 20.000 đồng một củ thôi. Đây, những cái chậu thành phẩm như này họ bán rất là đắt nha mọi người nhá, 200.000 ba chậu. Đấy, nên là mọi người về chăm cho em cái này, em đảm bảo mọi người là ra hoa chuẩn Tết luôn. Và cái dòng này em bán rất là rẻ rồi, rẻ nhất thị trường rồi. Đấy, ok chưa? Nhanh tay có số điện thoại cho em là có đơn nhá. Đấy, có số điện thoại cho em là có đơn này. Lan tiên ông 20.000 đồng một cụ về trồng đất, trồng nước cho em đều ok. Đấy, nếu mà không biết cách trồng thì cứ hỏi lại em sẽ hướng dẫn luôn. Ok chưa? Đó, đây bán 20, 25.000, 30.000, 200.000 ba chậu. Đó, nhưng mà em bán cho mọi người bao nhiêu? Em bán cho mọi người có 20.000 một chậu cụ thôi. 20.000 một cụ về mình trồng. Đấy, mình trồng mình chơi cho em. Có đủ các màu hoa nhé, xanh đỏ tím vàng cam hồng. Ok chưa? Tím này, ôi rồi vàng này, rất là đẹp mọi người nhá. Đấy, 20.000 đồng một cụ, mua 10 cụ em bao ship toàn quốc. Ok chưa? Đó, rẻ nhất thị trường rồi, không có nhà nào rẻ hơn nữa. Nhanh tay có số điện thoại cho em là có đơn hàng. Đấy, mua 10 cụ là em bao ship rồi mọi người nhá. Đó, lan tiên ông đây, trồng cho em một bụi ba chậu như này rất là đẹp rồi. Đấy, có số điện thoại cho em là có đơn hàng. Không có số điện thoại là không đi đơn được mọi người nhá. Không có số điện thoại là không đi đơn được đâu. Đấy, nhanh tay lên số điện thoại cho em là có đơn hàng. Đấy, củ nào cũng đang nhú nụ hết như này. Mua 10 củ em bao ship rồi, về mua cho em một cái chậu như này để đất vào. Sau đó quay cho em khoảng độ 10 củ như này đi. Một chậu này là đựng được 10 củ đấy. Một chậu này được 10 củ đấy. Đấy, thì mình về trồng xong rồi Tết là mình sẵn mình bếch cái chậu này lên mình chơi luôn. Ok chưa? Đấy, 20.000 đồng một củ nhá. Đấy, củ nào củ nấy đang có mầm hết cho mọi người rồi. Đấy, em đóng đi, em sẽ đóng chắc chắn gọn gàng cho mọi người, về mọi người chơi. Ok chưa? Đấy, nhanh tay có số điện thoại cho em là có đơn. Có số điện thoại cho em là có đơn, không có số em không lên đơn được nhé mọi người nhá. Đó, ok chưa? Đó, 20.000 đồng một củ và mua cho em 10 củ này em bao ship. Ok chưa? 10 củ là em bao ship. Đấy, nhanh tay có điện thoại là có đơn này. Họ trồng cũng đơn giản thôi, họ chỉ trồng vào cốc và có đất ở dưới thôi. Thực ra cái dòng này là chỉ có cần ẩm thôi mọi người nhá. Cần ẩm thôi là nó tự lên rễ rồi, nó như củ hành ấy mọi người ạ. Nó như không khác gì củ hành đâu. Không khác gì củ hành đâu mọi người ạ. Đấy, màu hoa rất là đẹp nhá. Màu vàng đây. Ok chưa? Màu xanh tím này, cái màu này ai cũng mê luôn. Màu này hoa gì mọi người cũng rất là thích này. Đấy, từ chỗ bắt đầu có hoa đến chỗ trên đỉnh này là nó sẽ dài cho em khoảng 20 phân mọi người nhá. Đấy, 20 phân cho em, rất là đẹp. Ok cho mọi người. Đó, nhanh tay có số điện thoại cho em là có đơn. Không có số điện thoại em không nên đơn được đâu nhá. Đấy,